Sort. Perfect. Today, we are going to study the word determine. Determine. And hôm nay thì mình sẽ học cái động từ determine. Mình sẽ ôn lại những cái cách mà thiết lập câu từ từ số 1 cho đến từ số 4. Determine. Determine có nghĩa là quyết định, nhưng mà từ quyết định này nó không dùng cho vật, nó không dùng cho người mà nó chỉ dùng cho vật thôi, vật hoặc là sự việc. Còn từ quyết định mà dùng cho người thì mình sẽ dùng từ decide to. Sau decide to sẽ cộng cho một cái hành động, đây là quyết định mà dùng cho người. Quyết định, đây là từ này dùng cho người. Tôi quyết định, bàn luận với họ tại vì tôi cần hiểu họ. Here is the case, và đây là tình huống mình đang có từ bàn luận. Bàn luận, bàn bạc, thảo luận là một từ trong tiếng Anh. To discuss. Discuss, hiểu, English please, hiểu. Understand. Yes, understand. Tôi quyết bàn luận với họ tại vì tôi muốn hiểu họ. English please. Tôi quyết định bàn luận với họ tại vì tôi muốn hiểu họ. Tôi quyết định là I decided to đâm. Tôi quyết định bàn luận với họ. Mình quyết định về cái việc làm gì đó. Quyết định mà dùng cho con vật Mua nghĩa là người ta làm cái gì đó, là người A quyết định làm cảnh cho hành động phía sau thì người ta sẽ dùng từ decide to. Đây là quyết định dùng cho người. Còn quyết định dùng cho vật có nghĩa là cái sự việc này, nó quyết định cái gì. Cái từ determine mà dùng cho vật thì đây, sự việc quyết định cái sự việc khác. Nói về sự việc và sự vật thì mình sẽ dùng từ determine, còn nói về người thì mình sẽ dùng từ decide to trong tiếng Anh. Tôi quyết định bàn bạc với họ. sự và sự việc tôi quyết định bàn bạc với họ. Tôi quyết định phải nếu như mình như vậy là tôi bàn bạc với họ, bàn bạc có là Hành chỉ động. người Tôi quyết định bằng bạc. Khi mà mình dùng từ quyết định mà cái chủ ngữ, đứng ở phía trước từ quyết định, nếu mà là chủ ngữ mà là người, ở đây mình có một cách hiểu là chủ ngữ mà đứng trước từ quyết định, chủ ngữ mà là người thì lúc này mình sẽ nhớ đến cái chữ được gọi là decide to. Còn chủ Chung ngữ mà là vật hoặc là việc thì cái từ quyết định mình sẽ nhớ đến là từ determine. Sau determine sẽ còn đi từ tiếng Anh. Như vậy muốn phân biệt được cái từ quyết định là dùng decide to hay là dùng determine thì phải dựa vào chủ ngữ. Mở miệng ra nói đó là người thì dùng decide to, mở miệng ra nói đó là vật hoặc là sự việc thì mình dùng determine trong tiếng Anh. Tôi quyết định bàn bạc với họ. English please. I decided to đây Tôi quyết không bàn bạc. decided to bàn bạc nữa. I decided to discuss đâm Bàn bạc biết với không them, with, alright. Ở đây không dùng decided. Nếu đọc là decided thì nó có nghĩa là đã quyết định trong tiếng Anh. Mình chỉ là decide thôi. Decide. Decide. Decide to. Tôi quyết định bàn bạc với họ. Cuộc gặp gỡ này quyết định sự thành công. Cuộc gặp gỡ là gì? Cuộc hẹn là gì? The meeting, the Là những cái danh từ meeting, trong tiếng Anh. cuộc hẹn, Meeting.
Con mình. Sự thành công mình đang có cái gì mà gọi là sự việc, là danh từ trong tiếng Anh. Success, cuộc gặp gỡ này quyết định sự thành công. English please. Cuộc gặp gỡ này quyết định sự thành công. Cuộc gặp gỡ này this the meeting design determine sự thành công, determine success Success. success Yes, success success. success Very good, success. success Dạ, cái hơi mình nữa nha. Success. success Success. success Meeting. meeting Meeting. meeting Success. success Success. success Yes. Tôi quyết success định bàn luận với họ. Tôi cần sắp xếp cuộc hẹn. Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. Sắp xếp trong tiếng Anh. Arrange. 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 Very good. Tôi cần bàn luận với họ. English, please. I need to discuss with them. Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. I need them. Tôi cần họ bạn. Tôi cần họ sao thầy? Tiếng Việt sao Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp thầy? tôi. Thời gian. Tôi cần họ sắp xếp thời gian. I need. Tôi cần họ. I need them. Sắp xếp thời gian để gặp tôi. Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. Tôi cần họ sắp xếp thời gian cho tôi. I need them. I need them. A Tôi cần brain. họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. Tôi I cần họ need sắp xếp thời gian để gặp tôi. Cần là hành động thứ nhất, sắp xếp là hành động thứ hai. Từ hành động thứ hai trở đi thì cứ hành động thứ hai mà xuất hiện là từ chu nó sẽ đứng trước hành động thứ hai. Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. Yes, tôi Tôi cần họ sắp xếp thời gian để gặp tôi. cần họ này. I need them to arrange ham meet me. Yes. I need them to arrange time to meet me. Hành động thứ nhất, meet. Hành động thứ hai, sắp xếp là to arrange. Hành động thứ ba, gặp là to meet. Hành động thứ nhất bình thường, nhưng mà hành động thứ hai, hành động thứ ba, nếu mà trong câu có liên tục thì mình phải dùng to trong tiếng Anh. Tôi cần gặp họ, tôi cần họ sắp xếp thời gian cho tôi. Miss Hunt, please. Tôi cần gặp họ. Tôi cần gặp họ. I need to meet Tôi cần họ sắp xếp thời gian cho tôi. them. Tôi cần họ sắp xếp thời gian cho tôi. I need them to arrange time Cho tôi. to meet them. Cho tôi. No, tôi cần họ sắp xếp thời gian cho tôi. Tôi cần họ sắp xếp thời gian. I need them to arrange time Cho for tôi. me. Very good. For me. Cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định, cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công trong công việc. Cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công trong công việc. This meeting Cuộc gặp gỡ sẽ quyết định sự thành công trong công việc.
Dismissing will determine. Sự thành công trong công việc. Job Được. search. Quyết định, quyết định sự thành công, quyết định sự thành công trong công việc, quyết định sự thành công trong công việc, trong công việc. In And the trong còn mà tìm việc thì lúc này mình nhớ đến cái hành động mà tìm việc thì mình luôn luôn nhớ đến cái từ là look for a job, look for a job. Tôi cần tìm việc cho nên tôi cần gặp bạn. Như sẵn tôi cần tìm việc cho nên tôi cần gặp bạn. I need to look for a job. Cho nên tôi cần gặp bạn. Cho nên tôi cần gặp bạn. Listen, please. Cho nên tôi cần gặp bạn. So I need to meeting you. Meeting là cuộc hẹn. Còn gặp thì Meet. kêu anh. Bạn không thể gặp tôi. Tôi cần bạn sắp xếp thời gian để gặp tôi. Bạn không thể gặp tôi. You don't miss No, bạn không thể gặp tôi từ không thể. Yes, cannot very good. you cannot miss me. Tôi cần bạn sắp xếp thời gian để gặp tôi. Tôi cần bạn. I need you to brain Tôi cần bạn sắp xếp thời gian em gặp tôi. miss I Tôi cần bạn sắp xếp thời gian gặp tôi. tôi cần bạn sắp xếp thời gian gặp tôi. Hành động thứ nhất Tôi bình thường, hành động thứ hai, hành động thứ ba, hành động thứ tư, bao nhiêu hành động ở sau hành động thứ nhất thì trước nó phải có chung 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 chung. Tôi cần bạn sắp xếp thời gian gặp tôi. cần I need you to arrange time to meet Very good. Meet me. To you. meet me. Meet Yes, I. cuộc gặp gỡ, cuộc hẹn này sẽ quyết định sự thành công trong công việc của tôi. Cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công trong công việc của tôi. To meet Cuộc gặp gỡ này. you. The meeting. This là this cái gì luôn? The là the cái gì luôn? This và the không có sự đi chung với nhau. Cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công trong công việc của tôi. This meeting determine Sự thành công trong công việc của tôi. determine success at work. At my work trong công việc của tôi. At my work. It's At my work. Nếu tôi không hiểu một cái gì đó, tôi sẽ gặp bạn và tôi sẽ hỏi bạn. English please. Nếu tôi không hiểu một cái gì đó. my work. You go here. If I don't understand Một cái gì đó. Một cái gì đó. một cái gì đó Yes, một cái gì đó. What is that? something Something. Một người nào đó. body Somebody. someone almost Nếu body tôi không hiểu một cái gì đó. Nếu tôi không hiểu một cái gì đó. If I don't understand something, Tôi sẽ gặp bạn và tôi sẽ hỏi bạn. Tôi sẽ gặp bạn và tôi sẽ hỏi bạn. tôi sẽ gặp bạn.
I will miss you. Và tôi sẽ hỏi bạn. And will question you. Hỏi trong tiếng Anh, ask. Ask. Question là câu hỏi. Ask được gọi là hỏi trong tiếng Anh. Yeah. Nếu tôi hỏi bạn, bạn sẽ trả lời tôi. English, please. Nếu tôi hỏi bạn, bạn sẽ trả lời tôi. Trả lời answer. Answer. Nếu tôi hỏi bạn, Nếu tôi if hỏi bạn, I if I ask me, ask, ask you, bạn if sẽ trả I lời tôi. you, bạn sẽ trả Bạn lời sẽ tôi. trả lời tôi. You will answer me. Answer, answer, sir, see, answer. 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 Đây là sờ nhẹ, sờ xe, Answer. 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 Bạn sẽ trả lời tôi phải không? Nếu mà từ sẽ, và để đặt câu hỏi thành chữ sẽ phải không? Sẽ True. rồi cuối cùng, sẽ cuối câu. Nó hỏi là phải không? Hoặc là có thể, bạn có thể giúp tôi phải không? Như vậy cái gì mà không có từ phải không ở cuối câu nói thì khi mình đọc câu hỏi rất dễ, will sẽ đứng ở đầu câu. Nếu mà nó là câu hỏi của Ken là có thể thì Ken sẽ đứng ở đầu câu. Bạn sẽ trả lời tôi phải không? English please. Bạn sẽ trả lời tôi phải không? Will you answer me? Tôi có thể hỏi bạn phải không? Tôi có thể hỏi bạn phải không? Can I ask you? Nếu tôi không hiểu, tôi có thể hỏi bạn phải không? Nếu tôi không hiểu, tôi có thể hỏi bạn phải không? If I don't understand, can you ask, Tôi có thể hỏi bạn phải không? can I ask you? Can I ask you? Tôi muốn tìm việc, nhưng tôi không biết tôi mua đơn xin việc ở đâu. Đơn xin việc trong tiếng Anh. Gender. A job application form. Job application form. Application form. A job application form. Tôi không biết mua đơn xin việc ở đâu. Thường nếu mà cái từ mà không biết là I don't know. Thì sau từ I don't know này, tôi không biết cái gì đó ở đâu này, hãy nhớ là I don't know where. So where sẽ là một câu trong tiếng Anh, nó sẽ đảo ngược lại. Tôi không biết mua đơn xin việc ở đâu. Việt Nam thì là chữ ở đâu đúng ở cuối câu, tôi không biết mua đơn xin việc ở đâu. Còn nước ngoài thì cái chữ ở đâu đang đứng ngay, luôn luôn đứng ngay cái chỗ mà tôi không biết. Như vậy ở đây tôi không biết mua đơn xin, tôi không, sau cái từ mà ở đâu tôi không biết thì mình sẽ có một câu hoàn chỉnh. Nói đến câu thì mình hãy nhớ đến nó đến chủ động từ trong tiếng Anh, đầy đủ chủ ngữ, động từ, vị ngữ. Tôi không biết tôi mua đơn xin việc ở đâu. I don't know we where by a job application for. Nếu mà dùng động từ thì phải có hành, phải có chủ ngữ. Tôi không biết tôi mua đơn xin việc ở đâu. Tôi Tôi không không biết biết tôi mua đơn xin việc ở đâu. mua đơn xin việc ở đâu. Tôi không biết tôi mua Tôi đơn không xin biết việc. tôi mua đơn xin việc ở đâu. Thì thường thì I don't I know where. don't Tôi sau know đó chủ ngữ, where động từ, vị ngữ. I Có thể thay am. thế cho nhau. Tôi không biết tôi mua đơn xin việc ở đâu. English please. Know where I buy
A job application for Form. Nghe là form. 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 Tôi không biết bạn học tiếng Anh ở đâu. English please. Tôi không biết bạn học tiếng Anh ở đâu. Don't know where you study English. English. English, Tôi không English. biết bạn muốn bàn bạc với tôi ở đâu. Tôi không biết bạn muốn bàn bạc với tôi ở đâu. I don't know where you discuss. Tôi không biết bạn muốn bàn bạc với tôi ở đâu. Biết bạn đặt với tôi ở đâu nè. I don't know we you discuss with me. Yes. Where? This is Where where thì được gọi là ở đâu trong tiếng Anh. Còn we được gọi là chúng ta, chúng tôi trong tiếng Anh. Tôi không biết bạn muốn tìm việc ở đâu. Tìm việc, xin việc. Tôi không biết bạn muốn tìm việc ở đâu. I don't know where bạn So tìm việc where là nè. một câu đầy đủ chủ ngữ, động từ, vị ngữ. Tôi không biết bạn muốn tìm việc ở đâu. Know where you sẽ Yes, tìm việc. where? Tôi không biết bạn muốn tìm việc ở đâu. I don't know where you muốn want to look for a job. Trước khi bạn xin việc, bạn cần tham khảo tin tức, tham khảo trong tiếng Anh. Check out tin tức news, thông tin Information. information. Trước khi bạn xin việc, bạn cần tham khảo thông tin ở trên mạng. Trước khi bạn xin việc, bạn cần tham khảo thông tin ở trên mạng. Khi là before trước khi before you want to look for a job. Trước khi Trước bạn xin việc, bạn cần tham khảo thông tin ở trên mạng. khi bạn xin việc Trước khi bạn xin before việc, before you look for a job. bạn cần tham khảo thông tin ở trên mạng. You need to check out thông tin ở trên mạng. Information internet in the internet On the internet. in the internet Ở trên mạng. Mình đang as nói từ là trên. Thì check gọi là người ta out hay gọi là trên mạng. Hoặc là ở trên mạng. Thì là một chữ trong tiếng Anh. Là chữ on the internet. Tôi cần mua đơn xin việc. Tại vì ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin việc. Nộp đơn xin việc. Apply for a job. Tôi cần mua đơn xin việc. Tôi cần mua đơn xin việc. I need to buy a Tại job vì application form. I need to buy a job application form. Tại vì tôi cần nộp đơn xin việc. I need to apply for the job. Apply for the job. Apply.
for. Apply for. No, apply for. Apply for Yes, the apply for the job. Nếu job. tôi okay, nếu tôi không không mua nếu tôi không mua nếu tôi không thể mua được đơn xin việc, tôi sẽ không thể nộp đơn vào ngày mai. Nếu tôi không thể mua được đơn xin việc. If I cannot find a job application form. Tôi sẽ không thể nộp đơn vào ngày mai. Tôi sẽ không thể. Nộp đơn. Tôi sẽ không I will cannot apply for a job. Mình đang có từ sẽ mà đi chung với từ không thể thì Yeah. mình sẽ We nói will be will be unable unable to hoặc là won't be able to, sẽ có thể will be will be able to. unable to. Nếu bạn muốn có công việc, bạn phải nộp đơn xin việc vào ngày mai. Nếu bạn muốn có công việc, bạn phải nộp đơn xin việc vào ngày mai. If you have Muốn a có job, công việc, nếu bạn muốn có công việc, nếu bạn muốn có, if I want nếu to bạn have, nếu bạn, you have muốn a có, if you want to have. you want to have a job. Bạn phải mua bạn bạn phải nộp đơn xin việc vào ngày mai. Bạn phải nộp đơn xin việc vào ngày mai. You must apply for a job tomorrow. You must apply for a job tomorrow. Nếu bạn không nộp đơn xin việc vào ngày mai, bạn sẽ không thể xin được việc. Nếu bạn không nộp đơn xin việc vào ngày mai, bạn sẽ không thể xin được việc. Nếu bạn không nộp đơn xin việc vào ngày mai. If you cannot application form tomorrow, Nếu bạn không nộp đơn xin việc vào ngày mai. nếu bạn không nộp đơn, if you don't apply for a Apply, job, apply. apply for a job tomorrow. Bạn sẽ không thể xin việc. Bạn sẽ không thể xin việc. You will be unable to look for a job. Nếu bạn muốn xin việc, bạn phải có đơn xin việc. Nếu bạn muốn xin việc, bạn phải có đơn xin việc. If you want to look for a job. Bạn phải có đơn xin việc. You Phải có đơn xin việc. Yes, bạn phải có đơn xin việc. you must have a job application form. Nếu bạn không biết nơi bạn nếu bạn không biết nơi để mua đơn xin việc. Nếu bạn không biết nơi để mua đơn xin việc. Không biết nơi nơi và ở đâu là một chữ trong tiếng Anh. Nếu bạn không biết nơi để mua đơn xin việc, mình có từ để trong tiếng Anh là thường. Nếu bạn không biết nơi để mua đơn xin việc. If you don't know where
My, à, where, buy Để a mua, job. chữ where và where hay là bất cứ cái từ ngữ nào mà muốn đi chung với động từ thì phải đi chung với chung. Nếu bạn không biết nơi để mua, nếu bạn không biết nơi mua đơn xin việc. If you don't know where to buy a job application form. Tôi sẽ chỉ nơi mua đơn xin việc cho bạn. Tôi sẽ chỉ nơi mua đơn xin việc cho bạn. Chỉ cho thấy show. Tôi sẽ chỉ nơi mua đơn xin việc cho bạn. Tôi sẽ chỉ bạn nơi mua đơn xin việc. Tôi sẽ chỉ bạn I show you. Tôi sẽ chỉ bạn. Tôi sẽ chỉ bạn. Tôi sẽ chỉ bạn. I will show you. Show. Show you. Tôi sẽ chỉ bạn nơi mua đơn xin việc. I will show you where to buy a job application form. Nếu bạn không thể mua đơn xin việc, tôi sẽ mua đơn xin việc giùm cho bạn. Nếu bạn không thể mua đơn xin việc, tôi sẽ mua đơn xin việc giùm cho bạn. Nếu bạn không mua được if you Nếu bạn không thể mua đơn xin việc. nếu bạn không thể mua được, không thể, nếu bạn không thể, nếu bạn không thể, nếu bạn không thể, if you cannot buy a job application form Tôi sẽ mua đơn xin việc dùm cho bạn. từ mua dùng dùng Chữ mất rồi. for somebody something. Tôi sẽ mua đơn xin việc dùm cho bạn. I will buy a job application form for me. For For you. Sau khi bạn mua đơn xin việc, bạn cần điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc. you. Sau khi mua Khi bạn after mua đơn xin việc, khi bạn mua đơn xin việc. sau khi bạn mua đơn xin việc, Sau khi là after you buy the job application form. bạn cần điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc. Bạn cần điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc. Điền vào là fill Điền in. Lưu vào. Fill in. Fill fill cái gì in đó in. Thường thì fill nội dung nào đó. In điểm đơn điểm từ nào đó. Như vậy bạn cần điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc. bạn cần Nhấn cần điền Note. Bạn cần điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc. Thông tin cá nhân. my information. No, no. Thông tin cá nhân. Thì lúc này mình nhớ đến cái chữ được gọi là personal information. Bạn cần điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc. You need to fill personal information in a job application form. Sau khi bạn điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc, bạn có thể nộp đơn xin việc tại công ty. Sau khi bạn điền thông tin cá nhân vào đơn xin việc, bạn có thể nộp đơn xin việc tại công ty. After you fill personal information in a job application form, Bạn có thể nộp.
You can look for Anh có thể nộp đơn xin việc tại công ty. lại có thể you can apply for a job at the company. Apply for a job. Apply for a job at the company. Bạn nộp đơn từ tại khu tiếp tân. Mình có từ gọi là nộp đơn từ, nộp bài cái gì đó, cái động từ nộp được gọi là submit trong tiếng Anh. Submit cái gì đó cho người nào đó. Bạn có thể nộp đơn Được cho khu không? tiếp tân, reception. 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 The reception desk. The reception desk. Reception desk. Shun. Reception The reception. desk. Bạn có thể nộp đơn xin việc tại khu tiếp tân. You can apply for the Tại job khu tiếp tân. Tại là gì? Yes, khu as the reception desk. tân. Reception. Reception. C là âm sàn xe. Reception. Sàn là âm sàn. Reception. SH là she. Là SH. Thì bạn ngâm sàn này. Reception. 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 Tôi có thể nộp đơn xin việc tại khu tiếp tân. I can apply for a job as the reception desk. 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 Trước khi bạn nộp đơn cho tiếp tân. Tiếp tân, đây được gọi là người tiếp tân. Reception. Nest. Reception. Receptionist. Net. Receptionist. Reception. Net. Receptionist. Reception. Net. Receptionist. Reception. Nest. Net. Nest. Net. Nest. Net. Net. Receptionist. Recession Bạn cần nộp đơn cho khu tiếp tân. net. Bạn cần nộp đơn. You need to submit as Khu tiếp tân, bạn cần nộp đơn cho khu tiếp tân. need to submit the form to the reception Bạn cần nộp đơn cho người tiếp tân. desk. Bạn cần nộp đơn cho người tiếp tân. You need to submit the form to receptionist. Người tiếp tân. Tiếp tân được gọi là người làm việc tiếp tân là receptionist. Tôi cần gặp tiếp tân. Tại vì tôi cần hỏi tiếp tân một vài câu hỏi.
Tôi cần gặp tiếp tâm. I need to miss receptionist. Tôi cần gặp tiếp tâm tại vì tôi cần hỏi tiếp tâm một vài câu hỏi. Tôi cần hỏi tiếp tâm một vài câu hỏi. I need to miss receptionist because I want to ask receptionist something Một vài câu hỏi. question. Một vài câu hỏi. Some questions. Some question. Yes, Some some question. question. Trước khi tôi gặp bạn, tôi tham khảo một số thông tin trên mạng. Trước khi tôi gặp bạn, tôi tham khảo một số thông tin trên mạng. Before I meet you. Tôi tham khảo một số thông tin trên mạng. I just out some information on the internet. I check out some information on the internet. Mentioning. Tôi không hiểu, tôi sẽ hỏi bạn. Tôi không hiểu, tôi sẽ hỏi bạn. I don't understand. I ask you. À, tôi sẽ hỏi bạn. Tôi sẽ hỏi bạn. I will ask you. I will ask you. Yes, I will ask you. Tôi tham khảo một số thông tin trên mạng. Nếu tôi không hiểu, tôi sẽ hỏi bạn. Miss Huntley, tôi tham khảo một số thông tin trên mạng. I just out information on the internet. Nếu tôi không hiểu, tôi sẽ hỏi bạn. If I don't understand, I will ask you. If I don't understand, I will ask you. Nếu tôi hỏi bạn, tôi sẽ gặp bạn tại nhà của tôi. Nếu tôi hỏi bạn, tôi sẽ gặp bạn tại nhà của tôi. If I ask you, I will miss you at home, at my home. Yes, at my home. Tôi không muốn gặp bạn tại nhà của tôi muốn gặp bạn tại quán cà phê. English, please. Tôi không muốn gặp bạn tại nhà của tôi. Tôi không muốn nha. I don't. Tôi không muốn Không mà. muốn gặp Không bạn tại muốn. nhà của tôi. Don't want Muốn gặp bạn tại nhà to. của tôi. I don't want to miss you at my home. Tôi muốn gặp bạn tại quán cà phê. I want to miss you at the coffee 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 Shop. The shop. coffee shop. Yes. Coffee shop. The coffee shop. The coffee Shop. store. Coffee Alright. shop. Shop. Coffee shop, coffee store. Tôi cần sắp xếp thời gian. Tôi cần sắp xếp thời gian để gặp bạn. English, please. Tôi cần sắp xếp thời gian để gặp bạn. I need to arrange time meet you. Tôi cần sắp xếp thời gian để gặp bạn. Cần hành động thứ nhất, sắp xếp hành động thứ hai, gặp hành động thứ ba. Trong một câu mà có ba bốn hành động. Hành động đầu tiên là an toàn nhất, những hành động sau trong một câu phải có two, two, two. Tôi cần sắp xếp thời gian để gặp bạn. I need to arrange time. Tôi cần sắp xếp thời gian gặp bạn. À rồi em nhớ. I need to arrange time
to miss you. need to arrange time to meet you. Need to Yes. meet. Tôi cần gặp bạn tại khu tiếp tân. Tôi không muốn gặp bạn tại nhà của tôi. Tôi cần gặp bạn tại khu tiếp tân. Tôi cần gặp bạn. I need you. Tôi cần gặp Cần gặp bạn. bạn tại khu tiếp tân. I need you to miss. I need to meet you at the reception desk. I need to meet you at the reception desk. Very good. Tôi không muốn gặp bạn tại nhà của tôi. Tôi không muốn. Tôi không muốn gặp bạn tại nhà của tôi. I don't want to meet you at my home. Yes, tôi quyết định gặp bạn tại vì tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi. Tôi quyết định gặp bạn tại vì tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi. Tôi quyết định gặp bạn. I decided Decide. to Decide. Decide. Đây là ông C. Tôi decide quyết định gặp bạn. is tôi quyết định I decide No, tôi decide. không decide Yes, tôi quyết định gặp bạn. I decide to meet you. Tôi quyết định gặp bạn tại vì tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi. Tôi quyết định gặp bạn tại vì tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi. Decide to meet you. Tại vì tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi. Because I want to ask Ask you một vài some câu. question. Nếu tôi không muốn hỏi bạn, tôi sẽ không sắp xếp thời gian gặp bạn. Nếu tôi không muốn hỏi bạn, tôi sẽ không sắp xếp thời gian gặp bạn. Không muốn hỏi, không muốn hỏi. Nếu tôi không muốn hỏi bạn. Không muốn. Nếu tôi không muốn hỏi bạn. I don't want to meet you. Tôi sẽ không sắp xếp thời gian gặp bạn. Tôi sẽ không sắp xếp thời gian gặp bạn. Tôi sẽ không. I don't. Tôi sẽ không. I don't I will not. will. Tôi Dạ sẽ rồi. không. I will not. I will not arrange time Arrange, tôi sẽ không sắp xếp thời gian gặp meet bạn. Sắp xếp you. hoạt động thứ nhất. Dạ rồi. Hành động thứ hai chưa? Tôi sẽ không là I will not arrange time to meet Yes, I will not arrange time you. to meet you. Nếu tôi không muốn gặp bạn, tôi sẽ không sắp xếp thời gian. Nếu tôi không muốn gặp bạn, tôi sẽ không sắp xếp thời gian. Okay. Nếu If tôi không muốn gặp I bạn. không muốn nha. If I don't want Nếu tôi không to muốn gặp bạn. if I don't want meet want to meet you. Tôi sẽ không sắp xếp thời gian. Tôi sẽ không. I will not
Will not. Okay. I will not. Tôi sẽ không sắp xếp thời gian. Tôi sẽ không sắp xếp thời gian gặp bạn. I will not arrange time to meet me. To To meet you. To meet you. tôi quyết định sắp xếp thời gian tại vì tôi muốn bàn bạc với bạn trong cuộc gặp gỡ. Tôi quyết định sắp xếp thời gian tại vì tôi muốn bàn bạc với bạn trong cuộc gặp gỡ. Tôi quyết định sắp xếp thời gian. I decide to Decide. decide to I decide to Tôi quyết định sắp arrange xếp thời gian time. tại vì tôi muốn bàn bạc với bạn trong cuộc gặp gỡ. Because I want to discuss you. Tôi cần bàn bạc với bạn trong cuộc gặp gỡ. Tôi cần bàn bạc với bạn trong cuộc gặp gỡ. I need to discuss Bàn bạc với with bạn trong cuộc gặp gỡ. tôi cần bạn đẹp với bạn trong cuộc gặp gỡ. I need to discuss with you Trong cuộc gặp in gỡ. the meeting. In the meeting. Yes, in the meeting. Tôi cần hiểu cho nên tôi phải tham khảo một số thông tin trên mạng. Tôi cần hiểu vấn đề cho nên tôi phải tham khảo một số thông tin trên mạng. English please. Tôi cần hiểu vấn đề. I need to understand question. No, not question. Vấn đề problem. 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 Đây là danh từ trong tiếng Anh. Vấn Problem. đề. Câu hỏi trong tiếng Question. Anh. Tôi cần hiểu vấn đề, cho nên tôi sẽ tham khảo một số thông tin ở trên mạng. Tôi cần hiểu Cần vấn đề. hiểu vấn đề. I need to understand Understand. problem. Understand. I need to understand. Understand problem. Yes, cho nên tôi tham khảo một số thông tin ở trên mạng. Cho nên tôi tham khảo một số thông tin ở trên mạng. So I just out. Không, không, không. Cho nên tôi Chết tham khảo một số thông tin ở trên mạng. em. So I check out some information on the internet. Some information on the internet. Tôi quyết định gặp bạn bởi vì cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công. Tôi quyết định gặp bạn. Quyết định gặp bạn. Tôi quyết định gặp bạn. Decide to miss you. Tại vì cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công. Because this meeting Sẽ quyết định sự thành công. Cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định sự thành công. This meeting determine sự thành công trong phải thật cái sự Cuộc gặp cái từ gỡ thành này công sẽ quyết định sự thành công. để sự thành công suggest this meeting determine suggest Success. success Yes, success success.
Success. Success. Success. Success. Success. Success. Yes, very good. Nếu tôi không gặp bạn. Nếu tôi không gặp bạn. Vấn đề Nếu này sẽ quyết định sự thất bại. Sự thất bại. Failure. quay ừ. Failure. Có Nếu tôi tôi không gặp bạn. nếu tôi không gặp bạn if I don't meet me you Sự nếu tôi không gặp bạn, vấn đề này sẽ dẫn đến sự thất bại, dẫn đến vừa là quyết định dành cho sự vật, vừa là dẫn đến là dành cho sự vật, là chữ determine. Vấn đề này sẽ dẫn đến sự thất bại, vấn đề này sẽ dẫn đến sự thất bại. problem determine Sẽ dẫn đến sự thất bại. Vấn đề này sẽ dẫn đến sự thất bại. this problem will determine determine failure. This problem will determine failure. Very good. Rồi để mà đảm bảo cho cái độ mượt của ngôn ngữ. Tại vì mình học là mình phải có một cái độ mượt. Nếu mà mình học cái từ mà mình không có độ mượt thì khi mà mình đi giao tiếp hoặc là kể cả khi nói thì người ta sẽ nghĩ là mình học thuộc lòng nhưng mới bị vấp. Thì mình phải tập luyện độ mượt bằng cách là tập luyện phát âm. Là mình đọc hàng ngày luôn trước khi ngủ và sau khi ngủ là cái lưỡi nó sẽ cứng rất là nhiều. Và khi mà đọc trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy đọc liền thì lưỡi nó sẽ nhả liền liền. Đọc phải nghe theo cái cuốn Cambridge Dictionary online là mình sẽ nghe được cái cách nó phát âm và sẽ lặp lại để phát âm cho đúng. Và ở đây thì những cái từ này là từ tiếp nối, là từ gốc. Ngày mai, ngày mốt gì đó là sẽ học tiếp nối theo cái bộ đề gốc này. Cho nên biết Hạnh hãy cố gắng ghi nhớ những cái từ vựng này để mình không có bị vấp. Khi mình không bị vấp thì bắt đầu mình kéo xuống từ số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, 12 nó rất là tuyệt vời. Đây thì nó có 12 units thì mình sẽ lấy tất cả các từ vựng của unit này ra để mình ráp trước. Mình ráp thành công rồi, phát âm thành công, có mượt mà rồi bắt đầu mình mới nhảy vô được cái đề. Alright, thanks a lot, Miss Hunt. Have a nice evening. See you. Bye bye, Miss Hunt. Yeah, goodbye, teacher. Goodbye.